Mày ngủ mơ mày cũng gieo tên ông bà ba hoa nhà tao lên à? Mày. Mày. Cho. Cái gì đây? Ôi, tao vừa mơ bị chó cắn mà con chó đấy nhá, mặt giống hệt mặt mày ấy. Ý mày như nào hả? Ba là chó. Ê, nhưng mà thật, ở cổ nó nhá có cái xích y hệt cổ mày ấy. Mày đợi đấy nhá, con nhà năm cấm. Ui từ trên rồi, hỏng rồi bà Hoa ơi, hỏng rồi. Bà Hoa, bà Hoa là tên bố mẹ tao. À từ trên rồi, tao nhầm, hỏng rồi Tuấn ơi. Hỏng cái gì, làm sao mà hỏng? Hôm nay là thứ sáu ngày 13. Là ngày đen đủ nhất trong năm. Tào lao, có mồm mày đen á. Đi đánh răng đi để con đi học. Thôi, tao không đi đánh răng đâu. Nhớ kẹt trong nhà vệ sinh không ra được á, chết tao á. Gợi mày, cho mấy bác mồm thối đi học. Tao đi đánh răng. Này, đừng đi. Ui, có khi nào cả cái dãy trọ này sập không nhở? Mà ví dụ sập thật, xong rồi mình không chết thì là đen hay đỏ nhở? Ôi nhà bà Hoa, con nhà nếp cẩm ơi, đi học đi. Ồ, chả đi thì không à, hôm nay thi đấy. Ồ, con nhà nếp cẩm, không đứng dậy mà đi đi, ngồi đợi người khác bế à? Đợi tao tí, đang cài giả lập nốt trận bóng đá cái. Ồ, là như nào? À, tao có cái tài khoản game đá bóng, muốn kiếm thêm ít tiền để mua đồ trong game. Tao đang cho đội đá giả lập để kiếm tiền. Nhưng mà trò này chỉ chơi được trên máy tính thôi mà, sao mày cầm điện thoại mày lại điều khiển được đấy? Ừ thì trên máy tính. Đây, tao đang nhờ máy tính như con Nhung. Điều khiển qua app Awesome, máy tính từ xa. Tao có thể chơi game từ xa, cắm chuột cho game chạy auto. Ai dạ, kinh quá nhờ. Nhưng mà ứng dụng này là ứng dụng nước ngoài hả mày? Thì ứng dụng nước ngoài. Thế nhưng mà nhá, app này hoàn toàn là tiếng Việt, quá dễ sử dụng. Hay quá nhờ. App Awesome, máy tính từ xa. Không những điều khiển máy tính từ xa để chia sẻ thiết bị trong thời gian thực, mà còn có cả tính năng cắm chuột auto trong game. Bây giờ tao mới biết đấy. Ô, cái app Ovation mà hôm trước anh bảo em đấy á. Ừ, phần mềm đấy nhá, còn có thể xem phim này, truyền tệp có một dòng an toàn, biến chiếc điện thoại của mình thành một chiếc bảng trắng. Khi viết gì lên đó, nó sẽ hiển thị ở màn hình lớn hơn. Đấy. À, khi nào mà mày báo cáo hết môn ấy, báo cáo bằng cái này được đấy. Ừ, được đấy nhở. Tí lên trường có wifi ạ, em cài luôn. Cài luôn đi, áp được ấy. Mà cái thằng Hiếu này, đánh răng rửa mặt thay quần áo đi còn đi học. Dạ. Anh Hiếu, ngồi đấy làm gì, không đi à? Ê, tao đang nghĩ xem hôm nay thứ sáu ngày 13, tao có nên đi học không nhở? Hay ở nhà cho an toàn? Em chẳng cần biết là anh ở nhà có an toàn hay không. Em chỉ biết là hôm nay đến hẹn, chị Nhung dêm đến thu tiền nhà đấy. Anh ở nhà lành ít dữ nhiều. Ui thế á? Thế thôi, tao đi học vậy. À, ui, đấy, chưa gì đã thấy đen rồi. Ui, sưng bỗ chân rồi. Nhớn mãi cái mắt lên xong rồi đổi cho đen. Thôi đi. Ui, đau thế. Theo như các nguồn tin trên thế giới, thứ sáu ngày 13 là ngày đen đủi nhất. Ồ, mày bảo đen, nhưng mà đen như nào? Tao có thấy đen đâu, cuộc đời nó vẫn tươi đẹp mà. Vào ngày này, người ta nghiêm cấm cắt tóc, cắt móng chân móng tay, nghiêm cấm chê ô trong nhà, nghiêm cấm gặp người yêu. Nếu không, sẽ bị đen đủ cho tới chết. Anh Hiếu. Ôi, trời ơi. Em chào mọi người ạ. Anh Hiếu, ra đây em nhờ tí, em nhờ tí thôi. À đây, thôi, đi về đi nhá. Ngày hôm nay á, thằng Hiếu nó có chết, nó cũng không nói chuyện với em đâu. Thế à? Em về quê lâu lắm mới lên, sao anh Hiếu lại không muốn nói chuyện với em? Ấy, anh không sợ thứ sáu ngày 13 mất người yêu à mà nói chuyện với chị An? Tốt nhất là bật chế độ môi sinh mím chặt. Chị An à, anh Hiếu anh bảo là anh không thích chị nữa, anh bê đê rồi. Có thật thế không anh Hiếu?
Này, anh Tuấn ơi, nhìn mà con này nếp cảm ngu chưa kìa. Anh Hiếu, lâu lắm em mới gặp anh mà anh đối xử với em thế ạ. À? Anh không nói gì, nghĩa là điều Thảo nói với em là đúng, phải không? Anh đường lắm, đã vậy, tôi đi. Này, giấy, từ 6 ngày 13, không được gặp, không được nói chuyện với người yêu, không là đen đủi lắm đấy. Chính mồm mày nói thế còn gì nữa. Em chưa thấy thứ 6 ngày 13 đen, nhưng em thấy anh Hiếu sắp mất người yêu rồi đấy. Chúng mày có thích bơm đẻo không? Hả? À, chúng mày không nói gì, người ta bảo chúng mày câm chắc. Đi học. Anh Dương chưa đến. Tranh thủ vào app Aguison, máy tính từ xa, điều khiển máy tính từ xa, chơi game làm vài trận FIFA, kiếm tiền mua cầu thủ. Được rồi. Mua Ronaldo, đá cho đội hình khỏe. Này, anh Tuấn ơi, con nhà nếp cẩm bị làm sao nhỉ? Đứng đây không đứng, đứng dưới lòng đường. Chả hiểu. No. Hôm nay thứ 6 ngày 13, cái cây mà bọn mày đang đứng ấy, nó sẽ đổ bất cứ lúc nào. Đấy, tao rất thông minh nên là tao không đứng đây đâu. Chúng mày xuống đây đứng với tao thì xuống nhá. Mày đi mà đứng đấy một mình nhá. Chô ma thì chả đứng, tự nhiên đứng giữa lòng đường. Kệ tao, chúng mày cứ đứng đây đi nhá. Tí khắc biết. Anh Dương, anh làm cái gì đấy? Anh mới phải hỏi mày, là mày làm cái gì đấy? Vỉa hè có thì không đứng, đứng lung tung dưới lòng đường là thế nào? Chán sống hay là muốn chết? Em... Anh Dương, kệ con này nếp cảm đi. Dạo này cứ dở dở ương ương thế nào ạ? Ô, thế á? Thế gia đình đã biết chưa em? Có gì thì phải thành thật nói cho bố mẹ đỡ sốc em ạ. Anh buồn cười thật đấy. Em không phải thế đâu. Thôi, kệ con nhà nếp cảm đi anh. Thóc đâu cho em xin. Chứ dạo này em đói quá. Chí tiền này nhảnh. Đây. Đấy, xanh xanh kìa. Ở đây, Tuấn ơi. Em xin. Thảo này. Này Hiếu, em xin. Ô, thằng Hiếu cũng có hả anh? Em tưởng thứ 6 ngày 13 đen đủi. Thằng này nó không được nhận tiền viện trợ chứ anh? Không, có hết. Thế nhá, anh đang bận, anh đi trước đây. Vâng. Anh đi nhá. Anh cho anh. Tiền là phải để vào đây cho nó chắc. Thằng em giữ hộ anh nhá. Thôi, giờ có tiền rồi đi chợ đi. Đi, đi. Mua cái gì ngon ngon ăn. Ôi, đi gọn vào xe đâm bỏ bố đấy. Mà này, em nói cho các anh biết nhá. Bây giờ nhiều tiền rồi đừng có mà phung phí, mua ít thôi. Bây giờ chia nhau ra mua cho dễ nhá. Anh Hiếu đi mua thịt, em đi mua đậu, còn anh Tuấn thì đi mua hành các thứ, ok? Ok. Ok. Đi. Đi đi. Cô dậu đi rồi. Chú Tuấn, à thôi, cháu ăn thịt chó đâu. Vâng. Này, cầm lấy, tím ở đâu? Mà cái con nhà nếp cẩm này, đi lâu thế, mãi không thấy về. Khéo à, lại ngã vào quán bánh khoai rồi. Anh Hiếu con trai em mà ăn quán như bỏ khuyết á. Này, lại nói xấu tao đấy à? Hả? Tao về muộn ấy, là tao đi tìm hàng thịt ngon nhất đấy. Vớ vẩn. À thế à? Thế anh đi mua thịt về đây à? Tao không đi mua thịt, tao đi mua vàng. Thế thịt đâu anh? Mày đuôi à? Đây. Thịt đâu Hiếu? Úi giời chết. Tao mua xong tao để quên ở hàng thịt rồi. Thôi, hai đứa mày cứ giãn đậu trước đi nhá. Tao ra tao lấy về luôn nhá. Đợi tí nữa. Đấy, đấy, đấy. Đầu mới chả óc. Trời thì lại bảo ác. Mà không chửi thì ấy, chả nhớ cái gì cả. Đi giá đậu đi. Đầu óc chán thật đấy. Quyền béo mất, có môi miếng thịt. Tầm này không biết bài vậy. Chưa chị. Ui giời. Ui. Được nhá.
phát rẻ ông bắt được tận tay xem chúng mày cái kiểu gì. À, đằng đấy có cái nhà nghỉ, định đưa nhau ra đường đấy để vào nhà nghỉ hay gì hả? Này An, cô được lắm. Lắm anh bán rồi đấy nhá. Cái này là hàng công ty anh, chỉ có người trong công ty mới được dùng thôi đấy. Giá gốc 30 triệu. Nhưng mà thôi, anh đang cần tiền quá. Anh để lại cho em 2 triệu rồi. Quyết định nhanh, không là mấy đứa bạn anh cũng đang đòi mua đấy. Anh ơi, cái máy massage này là hàng nhập đúng không? Nhưng mà nó có bền không anh? Em mua cho mẹ em hay bị đau lưng. Bền, 30 triệu cơ mà. Bây giờ là anh đang cần tiền anh mới bán thôi, chứ không thì anh để anh dùng cho sướng rồi. Ui, thế ạ? Ông này giống mấy cái ông mà hay đến làng mình tư vấn rồi bán hàng cho các cụ mấy cái loại nồi xoong chảo đều thích nhở. Em cứ mua về cho em dùng đi, nếu mà thấy thích á thì anh xin cho một chân vào công ty anh làm, lường cảo lắm. Em có, nhưng mà bây giờ ở đây em còn có 1 triệu thôi, làm nào bây giờ? Ấy không sao, anh cho em vay trả xong cũng được. Đây anh ký vào đây. Ơ, sẵn tên em luôn à? Ừ, anh chuyên nghiệp mà. Đây ký vào đây xong bằng máy về, hôm sau trả tiền anh được. Vâng, thế để em ký. Này, ông định làm cái gì đấy? Lừa đảo à? Hả? Cái gì? Cái này 30 triệu bán 2 triệu á? Hả? Cái này ngoài thị trường á, người ta bán có mấy trăm thôi nhá. Ông đừng có mà làm ăn gian dối, lừa đảo nhá, thất đức nhá. Này, tôi nói cho ông biết, còn có cái kiểu đâu là cái kiểu cho vay hôm sau trả. Hả? Đây là cái giấy lãi, vay cắt cổ nhá. Tôi biết thừa, ông lừa ai? Ông đừng có để tôi đưa ông lên phường. Lên phường mà bán hàng ấy chưa? Không mua thì thôi, làm gì mà căng. Để bán cho người khác. Anh, có chuyện đấy thật à anh? Chứ còn gì nữa. Em thấy không? Anh nói đúng phát nhá. Nó trúng tim đen nó đi ngay. Người ngay thẳng ai người ta sợ, đúng không? Nó thấy em ngốc, nó lừa em đấy. Vâng, tại em bất cẩn. Với cả anh này em cũng quen nên là em không đề phòng. Em này, em đừng giận anh chuyện hồi sáng nhá. Vâng. Ôi, tôi bỏ bố rồi. Bố anh làm sao ạ? À, không, anh định ra chợ lấy miếng thịt. Ui dồi ôi, dở ra khi người ta dọn hàng người ta về rồi ấy chứ. Ôi, đi với anh nhanh lên. Tại vì giúp em mà anh Hiếu không kịp ra chợ lấy đồ ăn cho mọi người nên là em mua đèn cho mọi người đấy. Ngon thế. Trong cái đèn ấy lại có cái đỏ đấy nhở. Đen một cái là thằng Hiếu quên thịt, phải chạy ra chợ lấy. Nhưng mà lại đỏ một cái là vì thằng Hiếu quên thịt nên mới giúp được cái An. Chính ra thứ 6 ngày 13 của anh Hiếu đỏ đấy chứ có đen đâu. Vừa ghi được điểm trong mắt người yêu nhá, mà lại vừa có đồ ăn ngon. Giờ thì anh không tin cái quan niệm thứ 6 ngày 13 đen nữa. Mà thôi, ăn đi kiểu nguội, ăn đi ăn đi. Đây tao gắp cho nào, im. Để tao gắp cho, ngốc thế nhở. Cho đồ đi. Đây, cho An trước. Này Thảo này. Tốt. Rồi ăn đi ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn xong á ngủ đây với anh nhá. Tức chứ bố nhà báo Hòa nhá. Mày có thích cho một vị chơi sao? À, tao tao chưa thơm muối được gì đâu nhá. Mà mày có thích không? Em ăn đi. Ăn đi cậu ngủ ấy, ăn đi. Anh Tuấn á, em phải về chứ em ở đây sao được. Chị An ơi, nếu mà muộn quá thì ngủ phòng em cũng được mà. Ê, buồn cười, phải ngủ phòng tao chứ. Anh đùa mà. Thôi ăn đi. Tao ăn đậu tao. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết bộ phim ngày hôm nay nhá. Và bây giờ Tim Gãy sẽ giới thiệu rõ hơn cho mọi người biết về app Ocean đã xuất hiện trong bộ phim ngày hôm nay. Ocean, máy tính từ xa là ứng dụng giúp chúng ta truy cập máy tính từ xa mọi lúc mọi nơi, chơi game từ xa hoặc chia sẻ màn hình thiết bị với những người khác ngay trong thời gian thực để hội nghị, chơi game trực tuyến và các tình huống sử dụng khác. App Ocean còn có tính năng truyền tệp qua một giọng an toàn và nhanh chóng, ghi âm trên màn hình, bảo vệ thông tin, tránh bị xóa khỏi máy tính từ xa. Ngoài ra, app Ocean còn có thể làm bằng trắng để làm màn hình trình chiếu, làm việc từ xa trong các dự án hợp tác và giáo dục. Chúng ta có thể vẽ hoặc viết bất kỳ thứ gì lên màn hình đang được trình bày nha. Thêm một vài tính năng nữa rất hay, đó là Remote CMD, hỗ trợ các lệnh từ xa và tùy chỉnh các lệnh thường xuyên. Tính năng in từ xa bằng cách in các tài liệu có sẵn trên máy tính của bộ. Quá nhiều tính năng hay và hữu ích đúng không ạ? Mọi người ơi, hãy cùng Tim Gãy TV tải và sử dụng app Ocean theo đường link bên dưới phần mô tả nha. Cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tạm biệt.